Ok, chúng ta sẽ cùng quay trở lại nội dung bài học số 9, kỹ thuật chấm lùm cây tạo tán phần thứ hai. Và trong phần 2 này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng hoàn thiện nhá. Hoàn thiện đẩy sáng làm sao cho nó bật ra, và từng tán mục tiêu của nó là phải tách nhau ra, phân biệt rõ ràng tán lớn, tán nhỏ, tán chính, tán phụ nhá. Và sau đó là lồng ghép thêm một số những cành cây cái là hệ thống bài nó ra rõ ràng ngay. Bây giờ Tiêu sẽ lấy nét vào tập trung vào giữa này. Cái palette này bên này thì chúng ta đã nắm được sơ qua về màu đúng không? Màu thì các bạn sẽ chuẩn bị ở tông này là phải một tông sáng hơn độ hiện tại. Ví dụ độ hiện tại đây là màu xanh cốm thì sáng hơn thì chúng ta phải đưa thêm xanh cốm cộng trắng và thêm tí vàng, và cuối cùng là độ vàng trắng các bạn nha. Nó sáng hẳn lên. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái bút, đó là bút đầu vuông size nhỏ như thế này, để mình tiến hành lên trên kia, được chưa nào? Và mình sẽ sử dụng, nếu không có bút đầu vuông ấy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái bút tỉa 5K và mình đánh cái màu này thật là sánh sột sệt lên, hỗn hợp này sột sệt lên nhá. Rồi mình bắt đầu mới đưa lên nhẹ nhàng. Màu lúc này ta nên dùng là màu khô hoặc là hơi hơi ẩm, chứ không nên là dùng màu đặc các bạn nhé. Ở nội dung này thì chúng ta sẽ nhớ là màu phải đảm bảo này, nếu nó có khô quá thì các bạn sẽ dùng một cái chút nước đấy, nhúng vào cái đầu bút này đó, đưa lên đảo màu thật là sánh ẩm lên nhé. Đảo cái hỗn hợp này sánh ẩm lên, thì sẽ zoom gần lại cho các bạn cùng quan sát cho dễ nhé. Kéo đây, nhớ là màu với nước hoặc là màu với dung môi chúng ta phải đảo thật thật đều, thật nhuyễn, thật sánh nhá. Kéo lên đây, tất cả hệ thống sáng hắn lấy từ bên phải về đúng không? Thì lúc này ta nghiêng lên đây, đây ta sẽ lấy tờ nháp và tôi sẽ minh họa cho các bạn cho dễ này. Đây, thấy chưa? Ta nghiêng cạnh bút như này và mình đưa vào, chấm nhẹ nhàng vào. Cái lực ấn tay chúng ta nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ ra được những cái hạt màu này, nó ổn định về nét. Khi mà chúng ta làm tầm 5-10 nét rồi chúng ta hết mực trên bút đúng không, thì các bạn sẽ phải lấy thêm và phân ca tán. Đấy, phân ca tán. Về kỹ thuật phân tán, làm thế nào để các tán nó không bị lẫn vào nhau, thì cách đơn giản nhất chúng ta quay trở lại với thời học sinh học, đó chính là khoanh một ô này đúng không, khoanh một ô này, khoanh một ô này. Đấy, thì các bạn thấy là ba cái tán này có giống nhau không? Thứ nhất, độ to của tán nó phải khác nhau. Thứ hai là không nên làm ngang so le, không nên làm ngang mà chúng ta nên làm là so le nhá, nhớ nhá. Chúng ta không nên, đây một cái, đây một cái, đây một cái nữa thì nó bị đều nhau tán, và trong từng tán này thì sẽ là ngọn cây ngọn cỏ đua ra thì nó sẽ thành công. Kéo lên đây, từng tán một, đưa sáng lên đây nào. Cái lớp ngày hôm trước chúng ta mới đang làm là ở độ trung gian thôi, hôm nay chúng ta lên sáng thì nhìn cái hình hài nó rõ hơn rất nhiều này. Kéo lên đây, tươi lên. Nhớ là chúng ta chỉ nên dùng cái cạnh bút thôi, cạnh đầu cạnh, tức là giống ngón tay út đấy, cạnh ngoài thôi, không nên dùng là toàn bộ nhé. Chúng ta đẩy cái này ra, vươn đây, các bạn cùng quan sát tỉ mỉ nhé. Tôi sẽ làm, cố gắng làm chậm nhất, cái thao tác chậm nhất để các bạn đều có thể nắm được. Vươn lên, trong một cái tán lớn như vậy rồi đúng không, tán lớn lùm lớn như này rồi thì chúng ta lại xả tiếp ra ngọn nhỏ, tán nhỏ hơn.
lá nhỏ, ngọn nhỏ. Thế vào đây. Bật lên này. Các ngọn có thể vươn ra nhiều chỗ khác nhau thì nó sẽ sinh động chứ nó không bị đơn điệu. Ngọn vươn sang trái, ngọn thì vươn sang phải, đúng không? Rất là kỹ. Kéo êm. Đấy. Những cái miếng nào mà ta thấy là chuyển chưa được êm ái hẳn ấy thì các bạn sẽ cho cái màu trung gian vào và mình đẩy êm hẳn lên nhá. Hết màu rồi, chúng ta lại bổ sung thêm. Kéo lên này. Những cái cạnh nào, cái đầu ngoài nào ấy nó cảm giác hơi cứng cứng ấy, chưa rõ ràng thì chúng ta nhấn tiếp. Còn một cách nữa chúng ta có thể ngoài cái cách này thì các bạn sử dụng cái bút xoè quạt. Đấy. Bút xoè quạt size nhỏ như thế này này. Nếu các bạn nào hay xem những kênh của người nước ngoài ấy, thì họ hay dùng bút xoè quạt này và họ sử dụng cạnh có bút, đúng không? Thì cũng là một cách làm cũng khá là hiệu quả. Đấy. Nhưng mà nó để đạt cái độ tỉ mỉ tinh xảo ấy, thì không cái bút nào thắng được cái bút tỉa cả. Bởi cái bút tỉa nó là đi vào sâu từng tiểu tiết một rồi. Lấy bút đầy đặn trên này nha. Và mình sử dụng đúng cái cạnh này nha. Và nghiêng này. Đấy, nghiêng sát nha. Mình sẽ để lên đây. Đúng không? Tay cầm dài bút ra một tí. Không nên cầm quá gần. Đưa lên trên này nữa này. Đó. Họ sẽ dặm trước một lớp như thế này, xong bắt đầu họ mới dùng bút tỉa họ đưa vào. Thì đây cũng chính là một cách. Như vậy là cùng một lùm cây, các bạn có thể có rất là nhiều cách làm khác nhau. Và cụ thể chi tiết nữa thì là chúng ta nên luyện tách rời từng dòng cây ra. Đấy. Hoặc là cách thứ hai như Tiêu hay làm là trong cùng một lùm cây, ví dụ như là lùm cây các bạn đang vẽ đây, đúng không? Thì chúng ta lồng rất là nhiều các loại bút vào với nhau. Đấy. Thì nó sẽ cho ra cái hiệu ứng khá là lạ. Và cái quan trọng là ví dụ như là nếu mà vẽ tranh mà cho khách chẳng hạn, đúng không? Thì người ta không thể đoán được mình làm bước nào trước, bước nào sau. Nếu mà không có clip ngày hôm nay, đúng không nào? Bỏ bớt cái ballet này ra ngoài nha. Kéo êm. Chống ngón tay vào hoặc là không cần chống cũng được nếu mà tay không bị run. Ta sẽ gảy cái này ra trước. Làm kỹ. Đẩy lên đây. Trong khóa học này cũng là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể luyện tay, luyện cơ. Và đầu tiên là có rất nhiều bạn đã có năng khiếu nhưng mà chúng ta chưa được rèn giũa thôi. Còn nếu mà các bạn đã được theo học chuyên nghiệp thì các bạn sẽ lên tay rất là nhanh. Đấy, và cũng có rất là nhiều bác là tuổi cao nhưng mà ngày hôm nay cũng đang xem clip, đã và đang học của học vẽ Mr. Tiêu thì các bác đã cảm thấy sự tỉ mỉ, đúng không? Và khi mà bước chân trang hội họa này nó đòi hỏi sự kiên trì. Đấy, kiên trì và tỉ mẩn chứ không đơn giản là vẽ ào ào để xong một bức tranh đâu. Và cái đích đến của chúng ta là ngoài cái việc hoàn thiện xong bức tranh thì chúng ta nắm được kỹ thuật cũng như là hiểu được ý nghĩa của nó. Đấy, và truyền cái tâm tư tình cảm của mình trong quá trình mình thực hành ấy, mình đưa vào.
chứ không chỉ là riêng là hoàn thành xong là xong đâu. Bên trên đây rồi, tạm thời khu vực bên dưới này như thế là tương đối. Chúng ta sẽ cùng di chuyển lên trên cao thêm một tí nữa. Bên trên cao này hiện tại trên thì đã có xanh cốm sẵn rồi, ta sẽ dùng xanh cốm cộng với trắng và cho tí vàng thư nhé, cho thêm một chút vàng thư vào. Nó sẽ được một tông tương đối là sáng. Pha kỹ vào. Rồi, chúng ta sẽ đưa lên đây nhé. Các bạn sẽ cùng lia máy quay lên trên cao một tí. Ok. Rồi, tất cả những cái vùng đầu trên này. Đây. Chúng ta sẽ đưa lên. Đẩy rõ ràng. Sẽ khóa nét vào cho nhìn nó cận cảnh. Nha. Và các bạn vẫn lấy màu thao tác tương tự như vậy. Các bạn để cái bút đúng không? Mực lấy phải đầy, phải đảm bảo mực lúc này hơi hơi ẩm hoặc là khô chứ tuyệt đối là không dùng loãng nha. Khô thì nó mới ở được. Thứ hai nữa là hướng nghiêng để chéo này và đưa vào bên trong. Kéo thêm. Cái lực ấn của chúng ta lưu ý nhẹ nhàng thôi nhé. Nhẹ nhàng thì nó ra hạt mực nó thon, xinh. Chứ không nên để nó to quá. Sau khi hạt mực ổn định rồi, chúng ta bắt đầu tăng tốc tay, tức là cái lực ấn vào nhanh hơn. Đấy. Cấn vào nhanh hơn, thao tác làm cũng nhanh hơn. Đấy, cách làm rất là nhanh đúng không? Thôi rồi, trên clip này tôi sẽ làm chậm lại để cho các bạn nào cũng có thể nắm được nha. Đấy, kéo em này. Những cái gọi là bay ra ngoài chẳng hạn thì lát chúng ta tính sau. Bây giờ cứ vào khuôn form trước đã. Trong một tán thì sẽ có độ đậm và độ sáng bên trên đúng không? Bên trên nó chính là những cái lá non. Bên dưới thì là lá già. Nghiêng cạnh bút. Bên trên này. Các bạn thấy là sau khi chúng ta làm một lúc thôi thì cây nó sẽ bật ra tơi đúng không? Phồng hết lên rồi. Chỗ nào mà chưa phồng được thì ta sẽ tiến hành đẩy tiếp. Mục tiêu ngày hôm nay là thầy chúng ta sẽ xong cái cây này. Quan sát kỹ, làm tỉ mỉ nhé. Đoạn nào mà các bạn chưa hiểu hoặc là chưa rõ ấy, thì chúng ta sẽ để lại dưới phần bình luận.
Thiều sẽ cùng giải đáp cũng như là cho các bạn một lời nhận xét tốt nhất. Bên phải này nó sẽ cũng có ánh sáng nhưng mà nguồn sáng nó nhẹ hơn. Ít hơn. Chúng ta tiến hành làm cây. Về sau trong những khoảng này thì chúng ta có thể len lỏi cài cả cái màu nền trời vào. Nền trời vào thì nó sẽ không bị một mảng bẹt nữa đúng không? Kéo thêm đây. Có thể cài luôn cũng được này. Các bạn rửa sạch cái bút nhỏ đi, bút tỉa cũng được. Bút đầu không? Chúng ta cài cái nền màu nền trời bên ngoài này vào bên trong này, dùng một tí đậm này, xanh 033 cộng với trắng đúng không, là cái màu nền trời ngày hôm trước chúng ta có. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những phần ánh sáng len lỏi trong khu vực tán cây đúng không. Các bạn sẽ pha cái màu nền trời ra, các bạn sẽ đánh như thế này. Đấy, màu hơi ẩm ra một tí nhé. Nhúng cái màu này, sử dụng trắng với lại xanh 033 hoặc là 036 đúng không? Xanh coban đấy. Để làm đây. Để cái cây nó không thành một mảng lớn. Đấy. Mà vẫn len lỏi qua và nhìn thấy bầu trời đằng xa. Đấy. Khi mà tả được như vậy thì cái bức tranh nó sẽ sinh động hơn rất rất nhiều. Làm cái lớp này xong thì cái lớp ngọn cỏ đấy, ngọn cây chúng ta đua ra chờm vào đây một tí nữa là được. Nên nó xuyên thủng bầu trời trông sẽ tự nhiên đúng không. Kéo tiếp vào trong này. Trong này thì không cần sáng quá. Chỗ nào không đẩy thôi nhé, nhưng mà chỗ nào đã đẩy rồi thì cái miếng màu này chúng ta cố gắng là cho nó dày màu lên, dày dặn màu. Giống như cái màu nền trời bên ngoài kia luôn. Kéo cả vào bên trong này nữa. Bên trên cao đó. Trong này thì ít thôi, không có nhiều lắm đúng không. Sau khi mà lên một vài những cái tông chính, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lại đẩy sáng tiếp và đẩy đậm tiếp trong vùng trong của cây này. Bài này mất khá nhiều là công sức đúng không nào. Màu ẩm này
Đã, đánh cái màu này ra. Cái màu xanh này gọi là xanh 061. Đấy. Chúng ta lấy ra một tí. Đào đều, đúng không? Đều nhẹ nhàng. Màu ẩm nhé. Các bạn sẽ cố gắng làm nó chuẩn nhất có thể. Khi mà học vẽ là thầy giáo hướng dẫn đến đâu là chúng ta cố gắng làm sát nhất có thể đến đó, chứ chúng ta đừng làm ngược lại nhá. Ngược lại là rất là dễ bị lệch và nó không ra được đâu. Bật lên. Một số chỗ cũng có thể là những cái độ nho nhỏ như này thôi. Rất nhỏ đúng không? Ta cài những cái độ xanh xanh khác đi vào thì bật lên trên này. Kéo êm. Lá tơi rồi, từng nọn đúng không? Bật lên trên cả. Nhẹ nhàng đúng không?
Tiếp tục nội dung này thì chúng ta sẽ cùng gợi một vài những cành cây, nhánh cây lên form trên này nhé, cho nó mềm hẳn ra. Màu cành cây, nhánh cây chúng ta sử dụng tí đen này, cho với tí xanh này cũng được này, hơi hơi đậm nhỉnh hơn cái màu nền này một tí thôi. Đấy, xanh đen nhẹ nhàng, màu nó mờ ảo thôi, không không cần là quá đậm các bạn nhé, nhưng mà phải đủ ẩm, đủ ẩm thì đi nét nó mới ra được. Chưa đủ đậm đúng không, tăng tí đỏ đỏ vào nữa. Ta sử dụng cái bút tiền nhỏ đi. Mình sử dụng bút tỉa nhỏ, mình sẽ cài dặm thêm một số những cái cành, một số những cái nhánh này. Cho nó ăn ra đây mềm mại. Các bạn thấy là hệ thống cành này nó chỉ cần hơi đậm hơn so với màu nền đúng không nào? Một chút thôi, sử dụng bút tỉa 5K hoặc là bút tỉa nhỏ. Tay mình đi rích rắc dẻo như thế này. Ra rất nhiều cành, cành nhánh, cành nhỏ. Mà màu lúc này nó cũng chỉ nhẹ nhàng thôi. Vươn lên những hệ thống cành chính của chúng mình. Kéo này. Màu ẩm nhá, chạy lui cả lên bên trên này nữa. Bật lên trên này. Một số hệ thống cành ở cả phía bên ngoài này nữa. Tay mình lắc nhẹ nha. Thêm càng nhiều càng cành nhánh thì
cái cấu trúc cành nó sẽ càng mềm ra. Không nên để loãng quá nhé, màu hơi loãng chúng ta phải xử lý luôn. Loãng quá cũng không phải là tốt đâu. Tôi nghĩ thì cái cây này về cơ bản cũng là tương đối rồi. Chúng ta sẽ cùng tỉa dặm nhá, tỉa dặm xem phần nào còn thiếu, phần nào còn hụt, phần nào còn chưa đủ nét, chúng ta sẽ cùng xử lý luôn. Và lưu ý một chút về hệ thống cành khi tỉa là nó phải đủ ẩm, mềm mại. Tay chúng ta lắc dứt điểm, chứ không nên là cứ bị cứng nhắc quá nhá. Và tránh cái hiện tượng là chạc chữ Y nhiều quá. Đó, rồi. Nội dung bài giảng của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý nghe của tất cả các bạn học viên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những nội dung bài sau. Xin chào.